Xin chào quý khách hàng của kênh ô tô Lào Cai. Và em là Hưng, em đang ở Toyota Lào Cai. Hôm nay chúng ta sẽ cùng khám phá xem là chiếc Prius mới sẽ có những điểm gì của phiên bản facelift này hơn những phiên bản cũ. Cùng xem các phiên bản cũng như là báo giá của chiếc Toyota Prius phiên bản facelift 2023 anh chị nhé. Đầu tiên như chúng ta có thể thấy thì ở đây chỉ là phiên bản nâng cấp thôi, cho nên là về cơ bản chiếc Toyota Prius vẫn sẽ giữ các form dáng cũng như là màu cũ, chứ không phải là bản all new giống như kiểu bên Thái Lan. Về Toyota Prius thì vẫn sẽ có các màu, đó chính là màu trắng ngọc trai này, màu trắng thường, màu vàng cát hay còn gọi là màu nâu vàng đây ạ, màu đỏ, màu đen. Thì ở phiên bản nâng cấp này, thứ nhất là anh chị có thể nhìn thấy ở phần đầu xe chiếc Toyota Prius, đây là ở phiên bản G anh chị nhá. Phiên bản G giá vẫn giữ nguyên là 592 triệu. Thì sẽ có tích hợp thêm là công nghệ an toàn Toyota Safety Sense, anh chị có thể phân biệt ở cái logo 3D đây ạ. Tiếp theo điểm khác biệt thứ hai đó chính là ở phần đèn xe. Đèn xe thì ở cả 3 phiên bản đã được nâng cấp lên là đèn LED. Đây chúng ta có thể nhìn thấy là đèn LED đấy ạ. Đèn LED và phần đầu xe sẽ được vuốt form dáng sẽ thể thao hơn. Tiếp theo là đi đến phần thân xe thì anh chị có thể thấy ở đây là phần thân xe điển hình sẽ là thay đổi bộ mâm. Mâm ở đây thì vẫn là mâm 15 inch nhưng mà sẽ là thay đổi thành la răng phay cũng như là chấu sẽ to hơn. Nhìn cũng mang lại cảm giác khỏe khoắn cũng như là thể thao hơn cho chiếc xe anh chị nhá. Ở phiên bản này thì mâm trước và mâm sau thì đều là phanh đĩa. Đây ạ. Mâm trước và mâm sau đều là phanh đĩa, cũng giống như phiên bản cũ thôi. Anh chị có thể nhìn thấy ở đây phần thân xe của Toyota Prius thay đổi bộ mâm này thì nhìn sẽ rất là cuốn hút. Một đặc điểm nữa để phân biệt chiếc Prius G đó chính là phần tay nắm cửa ở đây anh chị nhé. Tay nắm cửa ngoài cái cảm biến Toyota Safety Sense ở cái phần logo 3D ra thì chúng ta sẽ có tay nắm cửa mạ chrome này. Còn đối với Prius E cũng như là Prius E số sàn thì tay nắm cửa sẽ là không có mạ chrome anh chị ạ. Tiếp theo là đi đến phần đuôi xe. Đuôi xe thì như chiếc Toyota Prius phiên bản cũ ấy, thì sẽ không có phần gợn sóng ở đuôi xe này. Sẽ bổ sung thêm phần gợn sóng ở đuôi xe, cũng như là đuôi xe sẽ được thiết kế thêm phần đèn hậu và phần gợn sóng, tạo lên sự vuông vắn cho chiếc xe. Đi vào phần nội thất ở đây thì anh chị có thể thấy như chiếc Toyota Prius G thì chúng ta sẽ có ở đây là phần nội thất đầu tiên sẽ là lấy chuyển số trên vô lăng này. Lấy chuyển số trên vô lăng. Toyota Prius ở phiên bản G này sẽ có thêm công nghệ an toàn cho anh chị, đó chính là cảnh báo lệch làn đường này, cảnh báo tiền va chạm này. Nói chung là về công nghệ an toàn, chiếc Prius 2023 phiên bản facelift này sẽ hơn hẳn đối với những chiếc Prius 2022 hoặc là 2023 phiên bản cũ. Về đi vào phần nội thất xe thì anh chị có thể thấy điển hình của phiên bản G này chúng ta sẽ có là lấy chuyển số trên vô lăng, cũng như là đây là hộp số giả lập. Phanh thì vẫn là phanh tay cơ thôi, nhưng mà theo đánh giá của một số chuyên gia thì phanh tay cơ này sẽ có ích hơn hoặc là mang tính chất an toàn hơn là phanh tay điện tử. Đi vào phần nội thất thì Toyota Prius phiên bản cũ ấy, thì sẽ có hai màu nội thất, đó chính là màu nâu vàng và màu kem và màu đen. Thì ở phiên bản mới này thì sẽ hoàn toàn là Prius nội thất sẽ hoàn toàn là màu đen anh chị nhé. Đối với phiên bản G thì sẽ có các đường chỉ khâu này, sẽ mang lại cảm giác thể thao hơn cho người sử dụng. Cũng như là ghế thì ở đây Toyota Prius phiên bản G sẽ là ghế da. Về tiêu thụ nhiên liệu thì chiếc Prius này vẫn sẽ đặc trưng là một chiếc xe tiêu thụ nhiên liệu khá là ít. Chúng ta có thể thấy theo thông số của nhà sản xuất ở đây sẽ là 5.87 lít trên 100 km đường hỗn hợp, và đường ngoài đô thị chỉ là 4.79 lít thôi. Ở đây thì là thông số của nhà sản xuất, nhưng nếu mà anh chị đi trên đường thực tế thì nó sẽ hơn cái thông số này một chút. Mình đi ở đường hỗn hợp nó sẽ tầm khoảng 6 lít, cũng như là đường ngoài đô thị thì nó sẽ rơi vào khoảng 5 lít, tại vì nó sẽ còn phụ thuộc vào các cái khoảng phanh cũng như là dừng đèn đỏ của anh chị nữa. Về giá thì chiếc Toyota Prius này hiện tại khi ra mắt phiên bản nâng cấp 2023 này thì nhà sản xuất đã giữ nguyên giá niêm yết của phiên bản G. Còn phiên bản E số tự động đã được giảm giá niêm yết là 14 triệu đồng, từ 542 triệu xuống còn 528 triệu. Em xin báo giá lại từng phiên bản, đó chính là phiên bản G thì vẫn giữ nguyên giá là 592 triệu.
Đây là giá chưa bao gồm khuyến mại. Sẽ màu trắng ngọc trai sẽ là 600 triệu. Còn phiên bản ECVT giá sẽ là 528 triệu, giảm 14 triệu so với phiên bản cũ là 542 triệu. Đối với màu trắng ngọc trai vẫn là cộng thêm 8 triệu. Còn phiên bản E số sàn giá cũ là 489 triệu và giá mới là 479 triệu. Đây cũng là giá chưa bao gồm chi phí lăn bánh cũng như là khuyến mại tiền mặt. Hiện tại các mẫu Toyota Vios tại đại lý Toyota Lào Cai thì đang được giảm giá tiền mặt cũng như là tặng phụ kiện. Để mà biết thêm thông tin chi tiết tại thời điểm mà anh chị lăn bánh thì anh chị hãy nhấc máy lên và gọi cho em. Thì em sẽ thông báo tới quý anh chị mức giá nó chi tiết nhất cũng như là mức giá cụ thể nhất của từng quận huyện cũng như là từng khu vực mà anh chị lăn bánh. Tại vì sao mà em không thông báo giá ngay trên video này thì hiện tại cái thời điểm mà em làm video này thì giá xe nó là cái biến đổi liên tục. Tại thời điểm này thì em cũng thông báo luôn là chiếc Toyota Vios này đang được giảm là 10 triệu. Nhưng mà tại thời điểm của anh chị xem video ấy thì có thể là nó không được giảm nữa hoặc có thể là sẽ được giảm nhiều hơn. Cho nên là anh chị hãy nhấc máy lên và gọi cho em thì em có thể tư vấn cho anh chị các cái gói vay cũng như là chi phí lăn bánh nó cụ thể nhất. Mình hiểu được nhu cầu của nhau thì sẽ đưa ra được cái phương án nó tốt nhất tới quý anh chị. Kết thúc video ở đây thì em Hưng xin cảm ơn và cả quý anh chị nếu mà mình yêu quý em Hưng cũng như là quan tâm tới các dòng xe Toyota thì hãy cho em Hưng xin một nút like cũng như là đăng ký kênh để em có thêm động lực ra những video mới nhất tới quý anh chị cũng như là cập nhật giá và thông tin mới nhất của đại lý Toyota tới quý anh chị nhé. Em xin chào.